Bây giờ chúng ta cùng nhau đi giải quyết cái bài số 4. Cái bài này là cái bài mà nó hay có ở trong các cái kỳ thi học kỳ 2 nhá, và kỳ thi giữa kỳ. Chúng ta mà không khéo, không tỉnh táo, mà không biết cách làm, chúng ta sẽ bị rối loạn, kéo theo là không thể làm nổi. Có 3 lớp 6. 3 lớp 6 có 102 học sinh. Số học sinh lớp 6A bằng 8/9 số học sinh lớp 6B. Số học sinh 6A này bằng 8/9 số học sinh lớp 6B này. Số học sinh 6C này bằng 17/16 số học sinh lớp 6A. Như vậy, con thấy này, cái chữ 6A này nó lặp lại 2 lần. Con nhớ nhá, lớp 6A nó lặp lại 2 lần. Vậy thì chúng ta để làm nó thì chúng ta phải làm sao? Để làm được bài toán này, viết theo sơ đồ, là bài toán sơ đồ của tiểu học ấy, thì chúng ta phải đưa về nhá, ta quy về hai cái lớp theo một lớp nhá. Vậy thì cái lớp nào được lặp lại 2 lần thì chúng ta sẽ biến đổi cái hai cái lớp còn lại theo cái lớp đó. Nhớ chưa con? Nhớ không? Vậy thì trong cái đề bài của bài toán này, cái 6A này nó lặp lại 2 lần nhá. Chúng ta giờ chúng ta biểu diễn là 6C theo 6A và 6B theo 6A. Mà đề bài người ta cho 6A theo 6B, vậy thì chúng ta phải ngược lại. Vậy thì ta có gì không? Ta sẽ giải thích như sao? Giải quyết như sau. Đấy nha, cái hướng của nó là đưa hai lớp về một lớp nhá. Biểu diễn hai cái lớp, số học sinh của hai lớp theo một lớp thì chúng ta sẽ làm nó đơn giản hơn rất là nhiều. Hiểu chưa? Đấy, cái thao tác này là thao tác vô cùng quan trọng nhá. Vô cùng quan trọng. Đấy, nhiều học sinh không làm được cái loại bài toán này cũng chỉ vì thế. Được chưa nào? Bởi vì cái bài đấy, viết sơ đồ của nó nói rất là nhiều. Bài này 17/16 như vậy là thiếu nhỉ. Nó nhiều, và thì chúng ta cũng không phải cần phải vẽ sơ đồ, chúng ta nhìn vào cái giá trị của cái tử số và mẫu số, chúng ta suy ra số tổng số phận của nhau được luôn. Vậy thì ta nói là vì số học sinh lớp 6A bằng 8/9 số học sinh lớp 6B. Ta nói là vì số học sinh lớp 6A bằng 8/9 số học sinh lớp 6B. Vậy từ đó suy ra số học sinh lớp 6B sẽ bằng 9/8 số học sinh lớp 6A. Đó, tâm ngược lại thôi. Đảo, mình đảo vào nhau. Số học sinh lớp 6A thì bằng 8/9 số học sinh lớp 6B, thì dưới ta suy ra số học sinh lớp 6B sẽ bằng 9/8 số học sinh vậy. Số học sinh lớp gì? Lớp 6A. Vậy thì từ đây chúng ta lại có này. Này, 9/8 số học sinh lớp 6A hay 69 ở đây ta à, 9/8 số học sinh lớp 6A nhé. Vậy thì chúng ta thấy này, lớp 6C lại bằng 17/16 số học sinh lớp 6A. Vậy thì 9/8 số học sinh lớp 6A hay bằng ta đưa về cùng mẫu này, có thể là rất là đẹp này, cùng mẫu đây là gì ạ? Ta đưa về 16 được. Vậy thì ta nhân cả từ bỏ mẫu với 2 thì ta trả 18 và gì ạ? Phần 16 học sinh lớp 6A. Đấy. Tại sao thế? Tại sao ta không nhân với 2 mà không nhân với 3? Tại sao ta nhân với 2 mà không nhân với 3? Bởi vì ta đưa về cùng mẫu. Sau đó thì ta đưa về, ta tìm được cái tổng số phận bằng nhau, ta chia cái ba cái lớp, số học sinh của ba lớp này về cái cộng lại với nhau, ta chia thành mỗi một phần nó là ba học sinh, thì ba học sinh. Vậy thì ở đây là ta thấy là đây là 16, ta đưa về cùng 16, 16 với 7, 18, như vậy là gì? Tổng số phận bằng nhau chính là gì? 16 cộng 17, 18. Đấy, được chưa? 18, tức đưa về cùng mẫu nhá. Vậy thì từ đây ạ, ta lại có số học sinh lớp 6B, học sinh lớp 6C nó bằng bao nhiêu? Nó bằng là 17 phần 16 số học sinh lớp 6A
đấy, ta biểu diễn nó cùng chưa, nó cùng về một chưa? Hai lớp cùng về một lớp chưa? Vậy thì lúc này chúng ta gì ạ, ta có gì ạ, từ đây ta suy ra tổng số phần cho là tổng số phần bằng nhau. Chúng ta có thể vẽ sơ đồ này nhé. Tổng số phần của nhau là ta lấy đi ạ, 16 cộng 17 cộng 18 nó bằng à, 51 à, tổng số phần của nhau là 51 phần. Vậy thì con thấy này, số học sinh lớp 6B bằng 9/8 số học sinh lớp 6A, mà lớp số học sinh lớp lớp 6C để bằng 18/16 số học sinh lớp 6A. Vậy chứng tỏ lớp học sinh số học sinh lớp 6A là ít nhất đến số học sinh lớp 6B, và cuối cùng là lớp học sinh 6C. Ta nhìn vào cái phân số chúng ta sẽ biết được cái số học sinh là nhất. Vậy thì chúng ta coi số học sinh lớp 6A là 16 phần. Vậy thì số học sinh lớp 6C là 17 phần. Và số học sinh lớp 6B sẽ là 18 phần. Được chưa? Rất là dễ dàng thế. Vậy thì ta tìm được cái giá trị của một phần 51 phần, thì ta tìm được giá trị của một phần, tức là mỗi một phần là có bao nhiêu học sinh. Mỗi phần có bao nhiêu học sinh. Vậy thì chúng ta suy ra cái lớp 6A là lấy một phần và nhân với 16 phần, lớp 6B là lấy một phần và nhân với 18 phần, và lớp 6C là lấy một phần và nhân với 17 phần là ra. Được chưa? Vậy thì ta nói là mỗi phần có gì, có số học sinh là, ta lấy tổng số học sinh là 102, con chia cho 51 phần thì ra kết quả bằng 2. Hai học sinh đi, hai học sinh hay là hai em cũng thế. Vậy thì mỗi một phần ta tìm được hai học sinh, vậy thì ta nói là nhận lớp 6A có số học sinh là, lớp 6A có số học sinh là, ta lấy 2 mà nhân với 16 đúng không? Đúng rồi. Lớp 6A là 16, lớp 6C là 17 và lớp OK. Rồi, là 16 sẽ bằng gì? 32 học sinh. Lớp 6B là 2 nhân với 17. À, lớp 6B phải, lớp 6B là 2 nhân 18. Lớp 6B là nhiều nhất đúng không? Lớp 6B, ok đúng rồi. Nhân với 18 vậy thì bằng 36 học sinh lớp 6C. Là 2 nhân với 17 nó sẽ bằng, đấy con ghi đáp số. Đó, con ghi đáp số. Con ghi đáp số là xong. Được chưa nào? Đấy, là chúng ta đã kết thúc được bài số 4. Bây giờ chúng ta đi vào giải quyết cái bài số 5. Chúng ta đi vào giải quyết cái bài số 5. Chúng ta đi vào giải quyết cái bài số 5. Giữ nguyên tử số, hãy thay đổi mẫu số của phân số. Ok. Đang thôi. Tôi check lại bài. Giữ nguyên tử số, giữ nguyên tử số, phải hãy thay đổi mẫu số. Thay đổi mẫu số của phân số.
của phân số 275. 275 phần 289 sao cho giá trị của nó giảm đi 700 nó giảm đi 7/24 giá trị của nó. Chấm mẫu số mới là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta cùng nhau đi phân tích cái điểm này và chúng ta chú ý các cái con số, các cái con số mà người ta cho và các cái từ ngữ mà người ta dùng. Nhớ chưa? Như vậy là giữ nguyên từ số hay thay đổi mẫu số của một phân số của phân số đây. Giữ nguyên từ số này và thay đổi cái mẫu số này thôi. Sao cho giá trị của nó đây, của nó. Và giảm. Thì như các cái bài trước thầy nói là gì? Giá trị của cái gì tức là các nhân. Giá trị của 2 thì tức là nhân với 2 nhá. Giảm đi tức là phép trừ, nhớ chưa? 7/24 giá trị của nó. À lại giá trị của nó phải đi. Giá trị của nó phải là nhân với cái gì? Với nó, nhớ chưa? Giá trị của nó chính là cái này. Tức là 7/24 nhân với 275 phần 289. Nhớ chưa? Đấy. Mẫu số mới là bao nhiêu? Vậy đối với các bài toán này chúng ta chúng ta cứ nghe thầy chúng ta đưa về bài toán tìm x là dễ nhất, là chúng ta dễ hiểu nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào giải. Ta giải như sau. Ta nói là gì ạ? Ta gọi mẫu của phân số cần tìm là x nha. Xem chưa? Là x. Vậy thì ta có gì ạ? Cần ta có. Ta có phân số có dạng. Đây, phân số nó có dạng là 275 phần x. Thấy chưa? Đấy, giữ nguyên nhỉ? Giữ nguyên từ số và thay đổi mẫu số thôi. Vậy thì ta có là, vậy thì ta nói là theo bài toán theo bài toán đang có là đây, giữ nguyên từ số giữ nguyên mẫu số từ số thì phân số nó giảm, vậy thì như vậy là 275 phần x nó bằng gì đây? Đây, đọc theo đúng rồi, phân số sao cho giá trị của nó giảm đi 7 giảm đi tức là lấy cái con ban đầu đây, cái con đầu của nó đây 275 phần 289 giảm đi bao nhiêu? Giảm đi 7 phần 24 giá trị của nó. Giá trị của nó là giá trị ban đầu đây này. Đây chính là con số này. Của nó thì là nhân. Nhân với chính nó đây là 275 phần 289. Được chưa? Đấy, chúng ta phải biểu diễn cái nội dung của một bài toán về một cái biểu thức đại số cụ thể thì chúng ta mới làm được. Được chưa? Học sinh nào mà không hiểu cái đề bài này, không biểu diễn được cái này thì chúng ta sẽ không làm được. Đấy là lý do chúng ta gì nhỉ? Chúng ta phải gạch chân những cái từ mà giá trị của nó giảm đi là trừ đi 7/24 giá trị của nó nữa. Vậy giá trị của nó là 7/24 nhân với chính nó đây là gì? Đấy, chúng ta phải hiểu nó như thế. Vậy thì đây là giờ chúng ta đưa về bài toán tìm x rồi. Bài toán tìm x. Bây giờ ta nói là gì? 275 phần x nó bằng đây con, nó có cái này chung này, nó có cái này chung đặt ra ngoài là 275 phần 289 con đặt ra ngoài trong ngoặc còn cái này là 1 đặt ra ngoài thì còn 1 trừ đi 7/24 đấy. Vậy thì
275 phần x nó bằng 275 phần 289 nhân với nhân là gì đấy? 24 trừ đi 7 thì bằng 17 phần 24. 24 quy đồng đây trừ đi 7 bằng 17 phần 24. Chúng ta chú ý này, ở kỳ 1 chúng ta đã học về cái lũy thừa rồi, đó là lũy thừa bậc 2, tức là số mũ là 2. Thì chúng ta đã thầy đã dạy con các cái, chúng ta thầy đã yêu cầu chúng ta học thuộc từ 1 cho đến 30 rồi. 1 đến 30 khi chúng ta đã thuộc rồi chúng ta làm toán nhẩn nhanh lắm, được chưa? Chúng ta sau này chúng ta khơi chứ không bao giờ phải dùng máy tính. Được chưa? Con nhìn này, 289 thì bằng 17 bình phương, ta rút gọn được 17. Được chưa? Vậy thì kết quả của nó sẽ bằng gì? 275 phần gì? 17 nhân với 24. Một cái điều kỳ diệu đó là con thấy này, tử số bằng tử số, hai con số bằng nhau mà tử số bằng tử số, suy ra mẫu số phải bằng mẫu số, được chưa? Vậy từ đó suy ra, thế bên đây nhá, vậy từ đó suy ra x còn nó sẽ bằng 17 nhân với 24 và bằng con đấy là 17 nhân với 24 thầy 4728 28 viết 4 nữa viết 8 nữa 2 4 là 4 nữa 6 và 24 nhớ 1 1 2 1 là 2 nhớ 1 bằng 3 kết quả 8 bằng 0 408 408 vậy thì x là 408. Ok chưa? X bằng 408 vậy ta kết luận là vậy. Vậy mẫu số mới là, vậy mẫu số mới là 408. Nhớ con phải có cái phần kết luận ở trong cái bài làm của chúng ta. Được chưa? Nếu không có phần kết luận là chúng ta sẽ bị trừ điểm nha, trừ điểm. Nếu giáo viên mà người ta không chấm trước thì chúng ta bị trừ điểm cũng là điều đương nhiên. Nên chúng ta đừng có cãi cái điều đó, được chưa? Chúng ta đã bị mắc kìa, mắc phải cái lỗi đó là không kết luận, được chưa? Và nhớ trong quá trình thầy làm thì thầy không kết luận nhưng mà thầy vẫn nói, thầy không biết nhưng mà thầy vẫn nói là phải có kết luận, được chưa? Chúng ta phải lưu ý cái điều này. Thế là chúng ta đã kết thúc được cái bài số 4 với bài số 5.